Ngày 22 tháng 10 vừa qua, Tiểu Vương quốc Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được ghi danh trong sách kỷ lục thế giới Guinness với đài phun nước lớn nhất thế giới, đổ xô thành tích trước đó của đài phun nước Bamboo Moonlight Rainbows ở Hàn Quốc. Kỷ lục thế giới Guinness rất vui mừng chính thức ghi nhận đài phun nước Palm phá vỡ kỷ lục về đài phun nước lớn nhất. Trước đó, kỷ lục này thuộc về đài phun nước của Hàn Quốc. Đài phun nước này là một minh họa điển hình nữa về kiến trúc kỳ vĩ của Dubai. Tọa lạc tại trung tâm mua sắm và ẩm thực The Point trên hòn đảo hình cây cỏ Palm Jumeirah, đài phun nước Palm trải rộng trên diện tích 1.335 m², có 7.500 vòi phun có thể phun nước lên cao tới 105 m. Những hình ảnh lễ khánh thành đài phun nước này đã được truyền trực tiếp trên khắp thế giới. Trong đó, đài phun nước Palm hiện lên lung linh rực rỡ với hơn 3.000 đèn LED nhiều màu và những cột nước phun lên bầu trời đêm. Đài phun nước Palm là đài phun nước nhiều màu sắc duy nhất ở Dubai, được thiết kế điều chỉnh màu sắc và độ sáng, cách 30 phút phun nước một lần trong 3 phút theo nhạc điệu. Tôi nghĩ đây sẽ là một địa điểm thu hút du khách nữa của Dubai khi mà ngành du lịch đang chịu tổn thất nặng nề do COVID-19. Nó cũng là địa điểm lý tưởng để thư giãn dành cho các gia đình hay để gặp gỡ bạn bè. Nước luôn là biểu tượng của sự thịnh vượng. Đây thực sự là tài sản vô giá đối với vùng đất của những sa mạc cát như Dubai. Trước đó, đài phun nước Dubai nằm trên diện tích đến 30 hectare của hồ nhân tạo Burj Khalifa tại trung tâm Dubai cũng là niềm tự hào của tiểu vương quốc này. Dubai đã chi một số tiền lên đến 218 triệu đô la Mỹ để hoàn thành công trình này. Đây thực sự là một công trình ấn tượng, có chiều dài lên đến 275 mét và bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những màn trình diễn đặc sắc ở đài phun nước dù ở cách xa 32 km. Đài phun nước hoành tráng này chính thức đi vào hoạt động ngày 5 tháng 8 năm 2009. Những màn trình diễn huyền ảo hoành tráng bằng nước được đầu tư rất kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của 6.600 đèn và 200 máy chiếu màu. Đặc biệt hơn, đài phun nước có thể phun đến 83.000 lít nước một lúc và bắn lên không trung cao đến 152,4 mét. Trước đài phun nước Palm, Dubai đã sở hữu một loạt danh hiệu kỷ lục thế giới, trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới dành cho Burj Khalifa và xe cảnh sát chạy nhanh nhất thế giới vẫn đang được sử dụng, đó là chiếc Bugatti Veyron. Những công trình kiến trúc kỳ vĩ đã góp phần tạo nên một Dubai xứng danh với tên gọi đóa hồng sa mạc. Dubai là nền kinh tế đa dạng nhất tại vùng vịnh giàu dầu mỏ. Du lịch từ lâu đã trở thành nguồn doanh thu trụ cột của tiểu vương quốc này. Trong năm 2019, Dubai đã tiếp đón hơn 16 triệu lượt du khách, được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy kích thích sự phục hồi của ngành du lịch, vốn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đài phun nước Palm sẽ được mở cửa quanh năm để đón tiếp khách du lịch tới tham quan.